Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 5 tháng 11. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Dò dỉ thông số kỹ thuật chính của dòng Redmi K50. Galaxy S21 FE bất ngờ lộ toàn bộ thiết kế qua video trên tay. Toàn bộ màu sắc dòng Galaxy S22 đã bị dò dỉ. Trên tay AirPods 3. Cách chơi game, lướt web nhanh và mượt mà hơn khi cáp quang gặp sự cố. BKAV sắp ra mắt 4 mẫu Bphone giá tốt, liệu có đáng mong chờ? Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé! Redmi được cho là đang phát triển dòng điện thoại Redmi K50. Dòng sản phẩm K40 đã được công bố vào quý đầu tiên của năm nay. Do đó thì nhiều khả năng là công ty Trung Quốc cũng có thể tung ra dòng K50 trong cùng thời điểm vào năm sau. Một dò dỉ mới đã tiết lộ các thông số kỹ thuật chính của dòng Redmi K50 này. Cụ thể thì dò dỉ đã tiết lộ dòng điện thoại Redmi K mới sẽ có màn hình cạnh cong, chất lượng cao, được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon đầu 8, hàng đầu và có viên pin dung lượng cao, đồng thời có hỗ trợ sạc nhanh 67W. Thiết bị mới thì sẽ được trang bị một camera chính 108MP cùng với các tính năng nổi bật khác như là động cơ rung trục X và loa âm thanh nổi JBL. Có vẻ như là dò dỉ mới cũng đang đề cập đến thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus. Dòng sản phẩm K40 thì có tổng cộng là 3 mẫu điện thoại, đó là K40, K40 Pro và K40 Pro Plus, và cũng rất có thể là dòng K50 cũng sẽ có 3 thiết bị tương tự. Và trước đây thì đã từng có thông tin là tiết lộ mẫu điện thoại K50 tiêu chuẩn sẽ có màn hình AMOLED, sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 888 hoặc là 870, còn K50 Pro và K50 Pro Plus thì dự kiến là sẽ sở hữu Snapdragon 898 sắp ra mắt. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Chuyên gia Let's Go Digital và Concept Creator đã chia sẻ một video giới thiệu về mặt lưng của một thiết bị mới, và đó chính là chiếc điện thoại Galaxy S21 FE. Trong video thì German Smith cũng là Concept Creator đã chỉ ra mặt lưng của điện thoại này được mô phỏng trên khung của Galaxy S10. Thông tin thì vẫn chưa được chính xác, thế nhưng người xem vẫn có thể thấy được kích thước của chiếc điện thoại này trong video. Thực tế thì có rất là nhiều bản mô phỏng ngoại hình của Galaxy S21 FE dựa vào bản vẽ CAD. Tuy nhiên thì thiết kế chính thức của thiết bị này vẫn chưa được công bố. Mặt sau của Galaxy S21 FE có camera tích hợp từ dòng S21 và cũng có tin đồn là module này được làm bằng nhựa thay vì là kim loại. Chiếc điện thoại Galaxy S21 FE thì có thể được công bố sớm hơn. Thế nhưng Samsung đã trì hoãn việc phát hành do hạn chế chuỗi cung ứng chip trong mùa dịch. Và theo một nguồn tin khác thì Samsung sẽ giới thiệu chiếc điện thoại này tại triển lãm công nghệ CES 2022 diễn ra vào ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022 tại Las Vegas. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay thì Samsung được cho là đang phát triển dòng Galaxy S thế hệ tiếp theo, Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Dự kiến thì gã công nghệ xứ Hàn sẽ cho ra mắt các thiết bị flagship mới vào tháng 2 này thay vì là tháng 1 năm 2022 như nhiều tin đồn xuất hiện trước đây. Trước khi ra mắt thì thông tin về màu sắc của dòng Galaxy S22 đã bị dò dỉ. Cụ thể thì Galaxy S22 bản tiêu chuẩn và Galaxy S22 Plus sẽ có 5 màu, đó là màu đen, màu xanh lục, màu hồng, màu vàng và màu trắng. Còn bản cao cấp nhất là Galaxy S22 Ultra thì sẽ có các màu như là màu đen, màu đỏ đậm, màu xanh lục và màu trắng. Mặc dù là được đồn đoán là có rất nhiều màu sắc, thế nhưng không phải tất cả sẽ được mở bán ở mọi khu vực và một số màu thì chỉ được bán ở các thị trường nhất định. Các bạn thân mến, thì khi mà nói đến tai nghe không dây thì hầu hết là mọi người dùng sẽ nghĩ đến dòng AirPods của Apple. Và cũng tại sự kiện giữa tháng 10 vừa qua thì Apple đã ra mắt AirPods thế hệ thứ 3, AirPods 3 với thiết kế mới giống với AirPods Pro, trải nghiệm âm thanh tốt hơn và có một số tính năng thú vị so với AirPods 2. Và trong thông tin ngày hôm nay thì 24 giờ công nghệ sẽ chia sẻ với các bạn những trải nghiệm trên tay chiếc tai nghe không dây AirPods 3, đồng thời là giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mẫu tai nghe không dây xịn sò này. Trước tiên, phần vỏ hộp của AirPods 3 thì không có quá nhiều khác biệt so với hộp của các thế hệ trước. Vẫn là một chiếc hộp hình vuông màu trắng tao nhã, họa tiết thiết kế mặt trước với điểm nhấn đó chính là hình ảnh của sản phẩm.
Khi mà lần đầu nhìn vào chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ liên tưởng tới ngoại hình của AirPods Pro nếu như mà bỏ đi hai nút tai cao su in-ear. Nói một cách dễ hiểu thì mẫu tai nghe mới của Apple đi theo lối thiết kế mở dạng nhét trong earbuds thay vì là kiểu tip in-ear như là của AirPods Pro. Và Apple cũng đã cho biết là họ đã thực hiện hàng ngàn thử nghiệm, thậm chí là cả bản đồ nhiệt để cải thiện sự vừa vặn và thoải mái trên tai mỗi lần sử dụng AirPods và đặc biệt là AirPods 3. Nếu mà xét về sự thoải mái thì những chiếc earbuds sẽ luôn có những ưu điểm vượt trội nhất định. Khi mà đeo thì chỉ cần gài nhẹ nhàng ở phần tai ngoài, trong khi đó thì những chiếc in-ear lại đặt sâu vào trong ống tai. Điều này mặc dù là giúp chúng ta cách âm tốt, thế nhưng đôi lúc lại khiến tai bị bí và bị ù. Và nếu như bạn là một người thường xuyên đeo tai nghe chill theo những bài nhạc rồi đi ngủ, thì mình nghĩ rằng là một chiếc AirPods 3 sẽ phù hợp hơn so với những chiếc như là AirPods Pro chẳng hạn. Và thêm một điều nữa đó chính là Apple đã khắc phục được luôn cả nhược điểm lớn nhất của thiết kế tai nghe earbuds, đó là đã bổ sung thêm tính năng chống ồn cực tốt mà lát nữa mình sẽ nói đến thông tin này sau. Còn lại thì thiết bị này vẫn có màu trắng sữa sang trọng, mỗi bên thì có kích thước 3 chiều là 1.2 x 0.7 x 0.8 inch, cân nặng là chỉ 4,25g, rất là nhẹ nhàng, giải loa ngoài thì được bố trí hợp lý, mang đến chất lượng âm thanh vòm đỉnh cao. Còn phần cuống tai nghe thì giờ đây đã ngắn hơn, bầu hơn cho nên là khi mà chúng ta đeo trên tai thì sẽ trông gọn gàng và không bị vướng quá nhiều trong các hoạt động hàng ngày. Và trên tay cầm của AirPods 3 thì cũng đã được trang bị 4 cảm ứng lực để hỗ trợ các tính năng chạm nhiều lần hoặc là chạm giữ, thay thế cho thao tác nhấn trên thế hệ Pro. Và với cảm biến lực này thì các bạn sẽ có thể dùng AirPods 3 thuận tiện và thông minh hơn thông qua một số thao tác sử dụng chạm để điều khiển nhạc hay là trả lời cuộc gọi. Và như vậy là chúng ta đã có thể thấy rằng là Apple đang muốn AirPods 3 gắn liền hơn vào từng chi tiết nhỏ trong trải nghiệm người dùng. Để mà kể thêm thì AirPods 3 đã đạt thêm tiêu chuẩn kháng nước, chống thấm mồ hôi IPX4, cho phép chúng ta có thể đeo tai nghe này khi mà tập thể thao, chạy bộ mà không phải lo lắng ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị nữa. Tiếp theo thì hộp sạc của AirPods 3 cũng có nhiều điểm tương đồng so với phiên bản AirPods Pro năm ngoái. Hình khối oval được hoàn thiện với màu trắng ngà, trước khay sạc thì có đèn LED nhỏ để thể hiện trạng thái pin. Và nhìn chung thì hộp sạc đã nhỏ hơn đáng kể so với các sản phẩm trước đây, nó chú trọng vào sự gọn nhẹ. Và cũng theo Apple thì AirPods 3 này cho thời gian nghe nhạc liên tục lên tới 6 tiếng đồng hồ và có thể gọi video liên tục trong 4 tiếng đồng hồ mới cần phải sạc lại. Và tích hợp sẵn chức năng sạc pin tốc độ cao và sạc không dây MagSafe tiện lợi thì chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút để có lại được 1 tiếng sử dụng sau khi mà đặt trong khay sạc. Và ngoài ra thì khay sạc AirPods 3 có cổng sạc Lightning để nạp lại pin và Apple cũng đã cho phép chúng ta sạc không dây với bản sạc Qi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần quan trọng hơn hết, đó chính là khả năng phát ra âm thanh của chiếc tai nghe AirPods 3 này. Được nâng cấp từ thế hệ tiền nhiệm cho nên là chiếc AirPods 3 này sở hữu nhiều tính năng thú vị hơn. Đơn cử như là chức năng Always on Siri cho phép bạn có thể tương tác với trợ lý ảo bất kể lúc nào khi mà cần. Và Siri cũng đã hỗ trợ nhiều thứ thông qua tai nghe AirPods 3. Thậm chí là lần này Apple còn làm cho cô trợ lý này thông minh hơn như trên phiên bản Pro. Trợ lý Siri sẽ thay chúng ta trả lời tin nhắn văn bản bằng tin nhắn thoại, cũng như là thay đổi bài hát. Tuy nhiên thì chủ yếu các bài hát này chỉ có tựa đề tiếng Anh mà thôi. Và thêm một tính năng nữa mà mình thấy các bạn dùng AirPods hay sử dụng đó chính là định vị tìm kiếm tai nghe. AirPods 3 đã được trang bị tính năng này nhưng mà với hiệu suất cao hơn và cải thiện hơn so với phiên bản trước. Và nhờ đó chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm vị trí tai nghe bị thất lạc. Ngoài những tính năng mà mình vừa nêu thì chiếc tai nghe AirPods 3 còn được hỗ trợ thêm chức năng Adaptive EQ. Cái chức năng này thì được hỗ trợ bằng con chip H1, tương tự như là AirPods Pro và AirPods Max, cùng với sự tận dụng các tổ hợp micro bên trong để có thể phân tích được thính lực người nghe, dựa vào đó mà tùy chỉnh giải băng tần và âm nhằm mang lại trải nghiệm âm thanh phù hợp nhất cho chúng ta. Và cuối cùng chính là AirPods 3 đã được trang bị thuật toán âm thanh vòm và bộ lọc định hướng âm thanh cực chất. Trải nghiệm âm thanh khi mà đeo AirPods 3 được đúc kết bằng hai từ, đó chính là quá đã. Áp dụng công nghệ âm thanh 3 chiều, kết hợp hệ thống thuật toán âm thanh vòm và bộ định hướng âm thanh thì chiếc AirPods 3 này sẽ giúp thay đổi giải tần mà mỗi người nghe để mang đến trải nghiệm âm thanh thật nhất, như thể là được phát ra từ mọi hướng xung quanh vậy. Và đó là những tính năng và chức năng được trang bị trên AirPods 3. Còn cuối cùng là về giá bán của chiếc tai nghe này thì bao nhiêu?
Ở thời điểm hiện tại thì AirPods 3 của nhà Apple đang được cho phép đặt trước với mức giá chính thức là 5,49 triệu đồng. Và mình tin đây là một mức giá không thể hấp dẫn hơn đối với những bạn nào mà đang có ý định nâng cấp hoặc là muốn sở hữu một thiết bị tai nghe không dây của Apple. Sở hữu một thiết kế vẫn sang trọng dù không mới thế nhưng nó lại chú trọng vào từng chi tiết gắn liền với trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Âm thanh cực chất lượng cùng với thời lượng pin và khả năng kết nối ấn tượng sẽ là những gì mà AirPods 3 có thể đem đến cho người dùng năm nay. Và đó là phần trên tay chiếc tai nghe không dây AirPods 3 của nhà Apple. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay nhé. Tuyến cáp AAG bị đứt khiến cho nhiều bạn sẽ phải gặp khó khăn khi mà truy cập Internet đi quốc tế những ngày gần đây. Và trong thông tin hôm nay thì 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi game, lướt web nhanh hơn khi mà cáp quang gặp sự cố khi mà chúng ta đang sử dụng Internet trên điện thoại hay là máy tính. Và có hai cách mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là dùng VPN và dùng ứng dụng giảm ping. Đối với phần mềm VPN thì thường là nó sẽ hiệu quả, tuy là sẽ không nhanh như lúc bình thường, thế nhưng chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn khi mà chúng ta không bật rất là nhiều. Và ngoài ra thì việc dùng VPN cũng sẽ giúp chúng ta có thể vào được những trang web mà chặn IP Việt Nam. Và phần mềm mà mình khuyên mọi người nên sử dụng đó là Cloudflare WAP, bởi vì nó rất nhẹ, dễ cài và dễ sử dụng, mà ngoài ra nó còn miễn phí nữa. Để được hướng dẫn cách cài cái phần mềm Cloudflare WAP này thì các bạn có thể bấm vào phần link bên dưới nhé. Còn cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng giảm ping. Ứng dụng này thì không yêu cầu thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để giao dịch quốc tế và nó cho phép đăng ký dịch vụ dễ dàng thông qua tin nhắn. Và phần mềm này thì có hỗ trợ cả tiếng Việt nữa là sẽ rất dễ sử dụng. Và để được hướng dẫn cách tải cái ứng dụng Ping Tiny này về máy cũng như là cách sử dụng nó như thế nào thì các bạn có thể bấm vào phần link bên dưới nhé. Tiếp theo bản tin ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với một thông tin có liên quan tới BKAV khi mà sắp cho ra mắt 4 mẫu Bphone có giá tốt. Vào ngày 27 tháng 10 vừa qua thì trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng đã thông báo về sự ra mắt của các sản phẩm công nghệ mới do tập đoàn BKAV sản xuất, bao gồm tai nghe không dây AirB và 4 mẫu điện thoại Bphone sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay. Thông tin về 4 mẫu điện thoại mới này thì đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đam mê công nghệ, khi mà ông Quảng tuyên bố là các mẫu máy sắp tới sẽ được trang bị công nghệ 5G. Riêng mẫu Bphone A85 5G được đồn đoán là có thể chạy chip Snapdragon đầu 8. Và điều đặc biệt đó là các sản phẩm nêu trên sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ, trung cấp, nơi mà Vsmart đã có những thành công nhất định trong thời gian vừa qua. Vậy thì, người tiêu dùng Việt liệu có thể hy vọng về những chiếc điện thoại thông minh ngon bổ rẻ made in Việt Nam từ BKAV hay không? Thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi tìm hiểu ngay trong thông tin này nhé. Cùng với loạt tai nghe không dây AirB ra mắt vào tháng 11, thông tin về 4 sản phẩm điện thoại Bphone mới có vẻ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Theo ông Nguyễn Tử Quảng thì 4 mẫu smartphone mới sẽ mang tên là A40, A50, A60 và A85. Riêng chiếc điện thoại Bphone A85 sẽ được trang bị kết nối 5G và sẽ sở hữu thiết kế rất khác biệt so với 3 sản phẩm còn lại. Các sản phẩm này thì sẽ được mở bán trong tháng 12 với các lựa chọn màu sắc gồm màu xanh nhạt, xanh đậm và màu trắng. Và thêm một số thông tin khác từ BKAV cho biết là các mẫu máy dòng A này sẽ thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ. Và dòng B thì sẽ có giá bán cao hơn là 10 triệu đồng, sẽ được định vị ở phân khúc cao hơn. Dựa vào các thông tin trên thì người ta sẽ kỳ vọng rằng là Bphone A85 5G sẽ là bản cao cấp nhất của dòng A với những nâng cấp sáng giá về công nghệ như là viền màn hình mỏng, chip rồng đầu 8, không có nút bấm vật lý và đặc biệt là được trang bị kết nối mạng 5G. Thế nhưng giá của chiếc máy này vẫn sẽ ở mức khá là mềm, từ 6 cho tới 8 triệu đồng. Các phiên bản A40, A60 và A65 còn lại thì được kỳ vọng là sẽ nằm ở phân khúc từ 4 cho tới 7 triệu đồng. Và đó là những thông tin có liên quan tới các sản phẩm smartphone sắp ra mắt của nhà BKAV. Vậy thì còn những chiến dịch marketing đến từ nhà BKAV thì sao? Từ trước tới nay thì các mẫu điện thoại Bphone khi mà ra mắt thì luôn đi kèm với những kịch bản marketing hết sức thú vị. Và lần này có thể vẫn sẽ không phải là ngoại lệ. Điều này thì lại càng có cơ sở hơn khi mà BKAV phát động chiến dịch đặt móng cho tai nghe AirB. Mà theo công bố của họ thì đặt móng là chương trình mà khách hàng được tham quan nhà máy BKAV, giới thiệu quy trình sản xuất, trải nghiệm và góp ý cho sản phẩm trước khi ra mắt.
Và do đó thì khi mà tháng 12 này Bifone ra mắt thì liệu rằng là ông Quảng có tiếp tục phát động những chiến dịch quảng cáo nào hay không? Và đây cũng là một câu hỏi được rất nhiều anh em đam mê công nghệ háo hức được biết. Và các bạn thân mến, thì với những động thái mà cho ra mắt các dòng sản phẩm giá rẻ và trung cấp thì rõ ràng là BKV đang có thăng vọng phủ sóng nhiều phân khúc hơn trên thị trường smartphone hiện nay. Và nếu như lúc trước chúng ta phải bỏ ra một số tiền khá là cao để sở hữu một chiếc điện thoại Bifone thì bây giờ mức chi phí để sở hữu một chiếc điện thoại made in Việt Nam đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Và thị trường smartphone thương hiệu Việt những năm gần đây cũng đang chứng kiến những thành công nhất định của Vsmart với các mẫu điện thoại giá rẻ, tầm trung, sở hữu cấu hình ổn và độ bền ấn tượng. Và hơn thế nữa thì biết đâu đấy, thành công trong tương lai của BKV sẽ là một nguồn động lực lớn để Việt Nam có thêm nhiều hãng sản xuất smartphone khác nâng tầm công nghệ quốc gia và đem lại đa dạng trong sự lựa chọn cho người dùng. Và các bạn thân mến, thì thông tin về những chiếc điện thoại của nhà Bifone đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 5 tháng 11 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.